Kính thưa quý vị, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã trình báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề nội dung liên quan đến các ý kiến đại biểu Quốc hội đã đóng góp tại các phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường trong đợt 1 kỳ họp thứ 5. Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết các đại biểu Quốc hội rất ủng hộ, đồng thuận và thống nhất cao. Các đại biểu cho rằng cần đưa ra những chính sách đủ mạnh, vượt trội với thời hạn nhất định để tạo điều kiện cho thành phố Hồ Chí Minh có sự phát triển đột phá hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đề nghị báo cáo tiếp thu giải trình quán triệt và thể chế hóa nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045 để thành phố thật sự là đầu tàu của cả nước. Thường vụ Quốc hội đánh giá qua việc này càng thấy rõ hơn tinh thần của thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao dự thảo nghị quyết về sự chuẩn bị của thành phố và các cơ quan có liên quan. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong báo cáo tiếp thu giải trình cần làm rõ thêm cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, quy định về hợp đồng BT phải thật sự chặt chẽ, kín kẽ để đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.